dĩ vãng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Bởi vì tôi yêu em, nên nếu như em đến rồi thì mùa xuân không cần đến nữa. Vậy đi đừng về đêm nay, giả vờ là em say. Và rồi mình không hay, yes I know you wanna say yeah. Vậy đi đừng về đêm nay, phòng mình lại lung lay. Lòng mình tựa đang bay, yes I know you wanna say yeah. Nothing's on. You'll be okay. I've got to move on and be
chờ. Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đằng sau giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau. Liệu những ân tình ngày đó đó có phải tàn nhanh như hòa bình thì đôi mi ai kia có vui không? Điều anh dường còn rừng rỡ rỡ lo khi gặp nhau chưa vỡ đâu. Nhìn nhau đã có cười không? Giờ những kỷ niệm đôi lấy lấy bay nhiêu thời gian mới lập đầy. Nơi con tim ai kia có hôn không? Giờ phép màu nào có thể để ta vẹn nguyện như trước kia? Thì lần ai có ai buồn không? Con đừng có môi cái môi phủ để đánh đen bên người anh thương anh nhớ anh mong. Có nhạc bên cạnh ai không phiêu, có em bên cạnh yêu không phai, tình yêu đẹp ngang của anh luôn ngần ngơ. Cơn mưa qua em rời đi, cơn mưa qua anh nghe mi, mong một lần có được em để thân lòng cùng nhau say đắm. Hỡi giấc mơ chưa từng có bao giờ gặp gỡ, gió quân văn thơ về nơi con tim ra bút bóng thay nắng trong lòng. Chỉ muốn giữ em cạnh bên anh đi cay đắng ngày thêm mặt trời. Đây là shop dành cho những người thường xuyên bị áp lực. Vừa không bị áp lực chọn đồ mà vừa không bị áp lực chọn phụ kiện luôn, lúc nào cũng được tặng kẹp đi kèm hết trơn á. Em áo trẻ vai này là phiên bản dễ ứng dụng hơn của em đầm trẻ vai lúc trước tôi có review rồi. Chất liệu thun gân co giãn cực kỳ tốt. Hai em chân váy này có tên là Hivi, chất liệu kaki thun dày dặn và chất lượng. Có hai màu xanh be đủ như trên clip và có từ size S tới size XL cả áo và váy. Áo thì có ba màu lận nha, trắng, đen và xanh. Vậy là tụi mình lại có thêm một outfit để mặc đôi với bạn thân. Ai chứ tôi quyết tâm sẽ mặc em chân váy này cho đến rách luôn, bởi vì nó không bao giờ hết hot. Một chiếc đầm nhìn vừa xuất sắc mà với cái tên cũng xuất sắc luôn, có tên là Bạch Hạ Thi, có chất liệu là lụa hàng và đầm có túi cả hai bên sườn luôn. Đây là em đầm mấy bà mua một được hai, shop tặng đồ cột tóc đi kèm để mình làm phụ kiện á. Mặc kiểu này chán rồi thì mình có thể gắn thêm cọng dây vào nếu như mà sợ tụt á. Chất liệu này mặc rất là mát và mịn da, và ngoài ra mình cũng có thể sáng tạo phối với lại blazer để ra một outfit mới cho mùa thu hoặc là mùa đông sắp tới. Nhược điểm là số lượng ít quá, chỉ có 87 cái thôi. Có outfit này là tiết kiệm được biết bao nhiêu khoản luôn. Set này có chất liệu là organza tơ ép đó, mấy bà coi may lót rất rất là cẩn thận và có hai màu trắng và vàng. Có ba size SML, tôi mặc size S dưới 50kg là vừa. Thêm một điểm cộng nữa là shop tư vấn rất là nhiệt tình, trong ảnh như thế nào là khi mình nhận được đồ y chang như vậy luôn á. Mẫu nào chứ mẫu này mấy bà có thể mặc N dịp nha, có thể mặc đi chơi lễ, đi hẹn hò, đi tiệc, đi cà phê, sau đó thì mình để dành chuẩn bị cho Tết năm sau mình lấy ra mặc tiếp. Tiết kiệm và đỡ tốn kém rất là nhiều luôn.
dưới con phố lấp lánh nguồn vì sao. Hà Nội có em để đi xa anh lại nhớ, gửi vào nắng chút tương tư này. Nụ cười em không có còn như lại say. Yêu là khi đưa em qua bao tháng trầm.